Sau đây bạn là ba mũi lên nhé, bắt đầu sáng đi. Rất tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ tới lần đầu tiên. Ý đầu tiên, vì sao bất động sản cho bạn tư nhân tài chính? Bởi vì trong bất động sản nó sẽ có hai cuộc chơi là lãi vốn và dòng tiền. Ở đây tôi nhìn cho họ hai hình ảnh, hãy nhìn đây nè. Ở đây tôi nhìn thấy hai hình ảnh là một căn nhà cho thuê, một chiếc xe cho thuê. Bao nhiêu chị làm đây đã là người mà làm về cái lĩnh vực là cho thuê xe không ạ? Cho thuê phương tiện xe tải hay vận tải không ạ? Tại sao tôi lại đưa ra hình ảnh này? Bởi vì có những cuộc chơi nó không được giá trị này, mà chỉ có duy nhất bất động sản được cả hai cuộc chơi này. Tôi đang ví dụ nó đơn giản này thôi. Đầu tiên tôi sẽ giải thích một khái niệm một chút nha. Chúng ta có chỉ biết lãi vốn và dòng tiền. Dòng tiền là gì chị biết không ạ? Dòng tiền tên tiếng Anh của nó là gì ạ? Cash flow, đúng rồi, là cash flow. Là một khoản lưu chuyển tiền hàng tháng, một khoản tiền hàng tháng nó sẽ chảy liên tục ra hoặc vào. Dòng tiền âm là khoản sẽ chảy ra, và dòng tiền dương là sẽ chảy vào túi của bạn. Tất cả mọi người trên thế giới này đều cần phải có một cái gì ạ? Một dòng tiền, đúng không ạ? Tôi hỏi các bạn phải có chi phí đúng không ạ? Cuộc sống chúng ta có chi phí đúng không ạ? Chúng ta phải có tiền để ăn uống, đi lại, đổ xăng, điện thoại, trả tiền thuê nhà, hoặc trả thuế, trả những khoản học phí này kia. Đúng không ạ? Đó là khoản chi phí. Tôi sẽ ví dụ một chút, xin ví dụ anh đi ạ, xin mời anh đứng dậy ạ. Giao lưu một chút được ạ. Anh tên gì ạ? Vâng, em tên Việt ạ. Anh sẽ làm bao nhiêu ạ? Em 90 ạ. Anh Việt đã có gia đình chưa? Em chưa. Với cái hiện tại là anh Việt một tháng thì cần bao nhiêu tiền để có một cái dòng tiền, một gói chi phí cho mình là bao nhiêu tiền một tháng? Từ 10 đến 12 triệu. 10 đến 12 triệu. Tức là anh sống cần khoản tiêu khoảng 10-12 triệu đúng không ạ? Bây giờ giả sử như tôi nói là tôi sẽ cho anh Việt một cái dòng tiền 20 triệu một tháng, anh Việt thấy thoải mái không ạ? Thoải mái không ạ? Tương đối ạ. Bây giờ 40 triệu thoải mái không ạ? 100 triệu sao ạ? Vô tư ạ? Mà bảo tay ra đó đi ạ? Vâng. Anh hiểu không ạ? Khi anh chỉ có một cái dòng tiền đủ lớn thì anh chị sẽ thấy là thoải mái hơn và wow, freedom. Anh hiểu không ạ? Đó là lý do tại sao cuộc chơi chúng ta phải hiểu về dòng tiền. Tại sao tôi không nói là cho thuê? Như người bảo là bất động sản là cho thuê mua bán, là dòng tiền và lãi vốn. Không phải như vậy các anh chị. Nói về cho thuê hay là nói mua bán thì là nó chưa đủ. Đúng không? Chưa đủ, phải nói là dòng tiền và lãi vốn. Tại vì bản thân trong cho thuê nó chỉ là một hoạt động mà thôi. Dòng tiền có nhiều hoạt động khác, dòng tiền từ kinh doanh, dòng tiền từ các hoạt động về mua bán, xác nhập. Thậm chí trong một cái dòng tiền chúng ta còn có thể lãi vốn. Và lãi vốn ngược là dòng tiền, nhức đầu không ạ? Nhức đầu không ạ? Tôi nói các bạn đọc hai từ lãi vốn, dòng tiền thì là các bạn sẽ cảm nhức đầu luôn đấy. Nhưng mà tôi muốn nói này, trong cái phần chương trình của tôi sẽ có một cái buổi về tư duy. Tôi chia sẻ rất kỹ phần này cho anh chị. Tôi cho anh chị thấy rằng là những doanh nghiệp nước ngoài họ ứng dụng khái niệm dòng tiền và lãi vốn cực kỳ kinh khủng. Họ chơi cùng chơi kép, tức là họ lôi cả hai cái này vào nhau luôn, được không? Thì tôi sẽ nói tiếp về khái niệm dòng tiền. Chính là một cái khoản chúng ta lưu chuyển, và bản thân con người chúng ta là một có một dòng tiền phải trả. Bản thân công ty chúng ta có mà, công ty chúng ta có mà, công ty chúng ta có mặt bằng, có lương nhân viên, có các chi phí. Nếu công ty của bạn có một cái dòng tiền đủ lớn để trang trải tất cả hoạt động đó thì bạn sẽ thấy thế nào ạ? Rất là thoải mái đúng không ạ? Rất là yên tâm, rất là tập trung để mình sáng tạo đúng không ạ? Đúng không ạ? Vâng, thì đó là dòng tiền. Lãi vốn là tiếng Anh là capital gain, tức là đồng vốn, giá trị gia tăng trên đồng vốn, được không ạ? Nghĩa là các bạn đầu tư một khoản, sau đó nó sinh lợi cho bạn, nó sinh lợi gia tăng thêm vào bạn, không phải phần chênh lệch được gọi là lãi vốn, mà hiểu tôi không ạ? Tại sao tôi nói là mua bán? Tại vì bản thân cuộc chơi mua bán nó không hẳn là cuộc chơi về lãi vốn, nó còn nhiều cuộc chơi khác. Tại vì tôi chỉ muốn dùng hai khái niệm là dòng tiền và lãi vốn, được không ạ? Thì tôi sẽ ví dụ các bạn ở đây. Tại sao bất động sản thú vị? Tại sao? Tại vì nó có cả hai cuộc chơi này một lúc, nhưng những cái khác không có được. Tôi ví dụ về cuộc chơi ở đây là chúng ta có một chiếc xe, mua một chiếc xe, hình dung nhé. Bây giờ nếu bạn mua chiếc xe, bạn cho thuê, đồng ý không ạ? Thì tôi hỏi bạn, bạn cho thuê thì bạn sẽ có